mày ăn thịt chắc là cấm nhà khẩu hai này là lên mua cầm mày thịt là hả muốn xài hậu môn chỉ học giải thịt là để ăn ăn hổ phan cho mà thịt là không mua tôi biết à tôi biết ở đây bây giờ anh ăn nữa tôi muốn xài giải thịt là cấm nhà hả để chỗ đó lẹ lẹ đâu mua dùng cả thì các không phải là chỗ đó lẹ lẹ cái vấn đề à mà hả tôi biết à tôi biết bây giờ tôi muốn ăn nữa tôi biết à giờ mấy mấy đấy để bây giờ mấy mấy tôi xin nào rồi rồi bây giờ mấy mấy tôi xin hãy lo tôi muốn ăn nữa không muốn hãy lo tôi không hổ quá chỉ thế là giờ mấy mấy đấy giờ mấy mấy đấy nói giờ mấy mấy muốn ăn nữa ai à không hổ là nói giờ mấy mấy xin nào không muốn nói giờ mấy mấy xin nào giờ mấy mấy đấy giờ mấy mấy đấy giờ mấy mấy ở bên nào giờ mấy mấy đấy hôm nay giờ mấy mấy lại có lại bao nhiêu ha hay quá giờ mấy mấy ok girl ok hay là qua lời lắm hay là qua lời lắm bất cứ tôi không muốn chơi đâu mà please lah